Hai mọi người, chào vang, chào vang, chào vang, chào vang tới, chào vang tới. Vâng, mất chào vang luôn các bạn ơi, khởi đầu trận đấu chưa gì đã mất cái chào vang rồi, tiếc quá. Ok, hai mọi người nha. Trận đấu này là một trận đấu mình đang chơi về đội hình pháp sư mọi người ạ. Lúc khởi điểm ban đầu mình cũng đã có một ấn pháp sư bởi một pha thần búa rồi. Từ lúc mà 10 pháp sư được chỉnh sửa ấy thì tỷ lệ chơi 10 pháp sư của mình nó sẽ kiểu là đối pháp sư của mình ấy nó được tăng lên rất là nhiều. Mười pháp sư thì tất cả từ pháp sư ở trong đội hình nó sẽ giảm xuống còn mana còn 20 nha. Mình lúc đã khởi điểm bán máu mọi người ạ. Bán máu để là tìm kiếm chảo vàng hoặc là sẻng vàng thì lại rất đáng tiếc mọi người ơi, không ra được luôn ha. Sen này, lắp ấn pháp sư luôn đi. Sen ấn pháp sư nhưng mà nó phải có thêm quả lõi công nghệ thì nó mới thực sự mạnh cơ. Nó phải có lõi tướng của nó mọi người thì nó mới mạnh được, còn không có lõi tướng thì sen cũng chỉ là bình thường thôi. Quan trọng là cái lõi tướng là cái điều quan trọng nhất, quyết định tất cả mọi người. Lõi tướng quyết định là thứ quyết định tất cả luôn. Ba trận thua. Chuẩn bị cũng chúng ta cũng sẽ đến với mùa 11 rồi mọi người ạ. À mùa 13 chứ. Đấu trường chân lý mùa 13 nó sẽ xuất hiện ở bên server BBE vào ngày mùng 6 nha. Mùng 6 tháng 11 mọi người ạ. Mùng 6 tháng 11 thì chúng ta sẽ được trải nghiệm đấu trường chân lý mùa 13 ở bên server BBE nha. Đó là một cái tin mà mình cũng chắc rằng là anh em thấy hơi ngỡ ngàng đúng không? Bởi vì thực tế mùa trôi qua nhanh kinh khủng nhờ. Chưa gì đã trôi qua và trôi qua cực kỳ nhanh luôn. Từ mùa 1 đến bây giờ đã trải qua 12 mùa rồi. Và cũng chuẩn bị làm mùa thứ 13. Mình chơi bộ môn TFT này phải gọi là một cái điều thực sự quá nhiều cảm xúc. Từ những cái mùa hay như những cái mùa dở, từ lúc mà làm YouTube đến giờ ít view nhiều view ha. Nhưng dù sao chăng nữa thì cuối cùng mình cũng đã gọi là duy trì kênh đến thời điểm bây giờ, như vậy là quá ok rồi. Còn cái lượng view chắc chắn anh em, thường thường đa phần cái view của cuối mùa thì nó sẽ không thể nào mà nhiều được, kể cả có clip hay đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà anh yên tâm đi, mình sẽ vẫn sẽ duy trì kênh chứ không bỏ bê nó đâu. Mà quan trọng cái mùa này ấy, là một cái mùa đã ít content rồi, đã ít nội dung rồi đúng không? Mà còn nghe thấy bảo có cập nhật là nó sẽ bỏ cái mùa Rona chảo vàng và sẻng vàng nữa. Mọi người à, nó còn bỏ cái mùa Rona chảo và sẻng nữa thì tôi cũng chịu luôn rồi. Thực sự là... thực sự là quá khó hiểu nhờ. Tại sao lại bỏ mùa mua sẻng mua chảo, phí thế. Đang có content hay để làm về nội dung kiểu như vậy, đổi hình full hệ hoặc là có thể là combo full chảo full sẻng thì rất đáng tiếc á. Game nó lại gỡ bỏ mất cái điều đó rồi. Nên bây giờ chảo vàng hay là sẻng vàng đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể tìm kiếm được nó ở cái round đánh quái và round đi chợ mà thôi. Đó. Đánh quái ra đi chợ thôi, chứ còn với cả lõi công nghệ nữa. À không phải lõi công nghệ mà với cả bản đồ nữa. 3.1 này xem 3.2 của mình sẽ là lõi công nghệ gì nha. Now we got him,
một ấn pháp sư. Rồi, khi chúng ta đã có điều này rồi thì chỉ cần thêm một cái pha nữa thôi, chính là xuất hiện được một cái chảo vàng nữa, hoặc là một cái sẻng thôi, thì mình cũng sẽ dùng cái búa rèn để gõ vào. Thì nó sẽ là quy chế như này. Gõ búa rèn vào chảo thì nó sẽ thành sẻng, mà gõ búa rèn vào sẻng thì thành chảo, mọi người nhá. Dành cho anh em mới tập chơi bộ môn TFT này. Nhân tiện đây luôn thì mọi người đang có nhu cầu cần về những cái nick có năng, có những con bet gọi là bet tí nị á, bet tí nị như kiểu là Oriana T1 này, Katarina học viện chiến binh này, hoặc có thể những con bet tương tự khác, thì mình cũng đang có sẵn khá là nhiều để cho mọi người trải nghiệm nha. Một pha gọi là gõ múa hả, thần trưởng. Một pha hên nữa. Mua ấn phát ra luôn, ấn đánh ngọt, chịu luôn. Thì anh bảo là mấy con bet tí nị ở trong cửa hàng mọi người mình đang có sẵn ấy. Anh em có nhu cầu là liên hệ qua phở bò cho mình nha. Phở bò của mình để ở phần mô tả ấy. Hoặc có thể anh em dùng ạc 500 kỷ vật về để Ron kiếm con bet cũng được mọi người ạ. Ạc 500 kỷ vật về Ron kiếm bet cũng ngon nha, cũng ok, hợp lý. Chỉ cho anh em test nhân phẩm. Còn nếu mà anh em dùng ạc 500 kỷ vật để test nhân phẩm mà không ra được thì lại liên hệ cho mình. Sành cháo. Uầy, hên quá mọi người ơi. Một pha bán máu thành công đến từ Minh Quý Kịch. Rồi ok. Những cái trận đấu mà bán máu mà để kiếm chảo hay sẻng mà nó ra luôn thì phải gọi là hoàn hảo. Một sự hoàn hảo, không có gì thể để diễn tả được. Rồi, ấn pháp sư luôn. Hiện tại bây giờ thì chắc chắn rồi. Khi đã có điều này rồi thì đối với 10 pháp sư đối với mình ở game này là chắc chắn sẽ xảy ra rồi mọi người nhé. 100% sẽ xảy ra 10 pháp sư rồi. Và cái việc của mình bây giờ chỉ việc là up lên level 10 mà thôi. Cái đấy là một cái điều khó. Điều khó của 10 pháp sư là chúng ta phải lên level 10 thì mới đủ 10 pháp sư được. Ok mọi người ơi, 10 pháp sư thẳng tiến nha. Chắc chắn sẽ là một trận đấu 10 pháp sư rồi. Chắc chắn sẽ là một trận đấu 10 pháp sư rồi mọi người ơi. Và đây sẽ là một cái game mà bánh ngọt nữa à. Ui, ngon nhờ. Nhưng mình chưa lên cấp được mọi người à. Mình chưa lên cấp được ấy nên là nó cũng hơi thốn được điều đó thôi. Ui. Mình đang muốn run lên sen 3 sao luôn mọi người ơi, nhưng mà game này để xem nào. Trụ được không? À, trụ được đấy, nhưng mà game này nhiều người chơi sen quá nhở. Hơi nhiều người chơi sen ấy. Hơi nhiều người chơi sen mọi người ạ. Nên là để lên sen 3 sao bây giờ cũng sẽ một điều quá khó nha. Ui ôi ôi, ôi liên hoàn à. Gì mà sao lại vừa quen của mình niệm món rồi. Ui ôi ôi. Ôi ôi ôi.
Ôi rồi ôi. Ôi tôi xong rồi mọi người ơi, căng căng căng. Phải lên level 7 thôi, trên 7 pháp sư vào thôi. 7 pháp sư bây giờ mình sẽ cho thêm con gì nhỏ. Bây giờ mà chơi chết rồi. Phải lên được một con sen 3 sao để thủ nè. Xong rồi phải có một con đam tay nữa. Mọi người nhá, phải có một con sát thương đam to này và một con thủ nữa thì mới có ổn được. Đây rồi, 2 sao hết rồi, hay quá. Đang lo sợ là mình sẽ không lên được hay một con đồ hình 2 sao thì đã lên được rồi. Vega cái game này thì nó chỉ mình chỉ dừng nó ở mốc 2 sao thôi, còn hên hên nó ra thì mình sẽ lên 3 sao vậy. Bánh ngọt được 20 điểm một round rồi, ít thế. Nhưng mà lỡ ra ấn bánh ngọt rồi thì phải chơi thôi đúng không? Chứ chẳng lẽ lại bỏ đi. Xin ra ra nhiều thế nhờ. Kata tiếp này. Ui, hài quá, một cái bùa xanh cho Vega nha. Vega ơi, em có bùa xanh rồi này. Anh sẽ tặng em một cái bùa xanh. Còn gì đây? Nasus à? Một bùa xanh này, một giáp máu này. Mình đang bị kẹt một xíu nha. Bây giờ nếu mà chuyển sang chơi Galio pháp sư luôn thì mình sẽ có tiên phong luôn đúng không? Rồi. Đây, 7 pháp sư mọi người ạ, 7 pháp sư rồi nha. 7 pháp sư Vega. Nhưng mà quan trọng Vega thì nó vẫn chỉ cầm một cái bùa xanh thôi thì cũng chưa có sát thương nhiều mọi người ạ. Rồi, win win win. Giờ xin cái lõi công nghệ tuyển nhân sự đi mọi người nhá. Bây giờ mình chỉ cần tuyển nhân sự thôi để dừng ở level 9 để kích hoạt 10 pháp sư rồi mọi người ạ. Tuyển nhân sự là như vậy nha mọi người ạ. Chứ bây giờ ra lõi gì thì cũng không ngon mà để xem nào. Sen pháp sư, 10 pháp sư là nhấc người liên tục nhờ. Mà cũng tùy. Ví dụ mà nó ra được thêm cái gì nữa thì càng ngon. Đũa phép này, hoa sen nở rộ à? Thôi, mình sẽ dựng đũa phép vậy. Vì đang chơi combo đội hình này mà không lấy đũa phép lấy cái gì đúng không? Ok, lắp đồ luôn nha, Zidik này. Bây giờ đang đội hình pháp sư như này rồi. 77 máu top 1 này, cũng đang chơi bánh ngọt pháp sư à. Vega của mình thì chưa lên mốc 2 sao nên là cũng hơi rén. Mà bây giờ chơi cờ quen à. Thôi mình sẽ rút cờ quen ra đi. Cho Vega cầm đồ ấy luôn để nó gây sát thương mọi người. 3 này. Win luôn. Nào, cùng đi lên bước chân thành công thôi. Bây giờ mình mà chơi luôn mốc full 6 bánh ngọt thì cơ hội nổ cái hút bốc bánh ngọt cuối cùng ấy mọi người nó cũng sẽ có nhỉ. Vega đây rồi. Bùa chú cho Vega thì sẽ tăng sức mạnh ấy, nhưng mà game này mình sẽ là diễn viên chính trong game này là con Sen chứ không phải là con Vega mọi người ạ. Đó nên là mình sẽ để từ từ thôi. Đây, đang để dành hai máy nhân bản cỡ nhỏ luôn này, để dành cho Sen 3 sao ấy mọi người ạ. Sen 3 sao 10 pháp sư gọi là nhấc đối thủ lên liên tục luôn. Nhấc đối thủ lên như kiểu là nhựa là nhấc người mọi người ạ, nhấc người luôn nha. Di lần này. Ngon nhở, kiểu rác có 3 pháp sư luôn, nó đỏ thực sự ấy. Mình thì chưa va trận nào với kiểu là 10 pháp sư solo với kiểu là 10 kỳ quái, mình chưa va lần nào cả. Nhưng mình nghĩ là cũng gọi là ngang sức ngang tài đấy mọi người ạ. Nếu như mà chơi kiểu combo như vậy thì cũng ngang sức ngang tài đấy. Kiểu 10 pháp sư solo với 10 kỳ quái, hai đội hình 3 ấn solo với nhau.
kỳ quái được con gọi là Volibear, nó gọi là nó dồn đam, nó gây choáng liên tục thôi, nhiều CC và gây choáng thì cũng rất thương nhiều. Nhưng mà đội hình quỷ pháp sư thì cái lượng mana của nó chỉ giòn còn 5 thôi, à còn 20 thôi, nên nó ai là Serac kìa, trời ơi Serac các bạn ơi, Serac kìa. Uầy, nhìn cái Serac nhìn thơm đấy. Không lấy không được mọi người à? Có Serac à? Serac nhưng mà bây giờ mình lỡ chơi Sen mất rồi à? Nếu giờ chuyển sang Serac để chơi à? Cũng sẽ là hấp dẫn đấy. Kiểu chơi Serac cũng hấp dẫn bởi vì mình đang có luôn một cái kiểu BF ấy rồi. Và nó cầm tức mắt thì có thể tạo thành một cái sâu dinh cho con Serac luôn ha. Chứ bây giờ chẳng lẽ mình lại chuyển sang chơi xúc sắc 6. Uầy, ngon quá mọi người, 5 luôn. Đây, một cái sâu zin nha, một sâu zin này. Có xe rác rồi. Đang chơi sen à? Công nhận mình tham lam quá nhở. Đang chơi sen rồi chuyển sang chơi xe rác à? Thua không ta? Ok, nhìn đội hình cũng không thua được, nhưng mà từ từ để mình xem thế nào đã. Mình sẽ lên level đi. Ví dụ bây giờ mình sẽ lên level, nhưng mà ok, biết rồi, mình biết cách rồi. Mình sẽ gì dừng rồi. Nhưng mà mình cũng đang muốn nổ mốc chơi mốc 6 bánh ngọt để nhanh nổ hũ mọi người ơi. Mình cũng đang muốn chơi mốc 6 bánh ngọt để nhanh nổ hũ nha. Ông này đang chơi 3 rồng và đang rất khỏe đây này. Thêm một con Swain cầm 2 đồ thủ. Nomsi Vega, hay quá Win rồi. Ui thêm quá. Giờ mà thua là hơi căng mọi người nhá, vì lượng máu của mình còn hơi thấp ý. Nên bây giờ một trận thua nó sẽ thực sự là hơi đáng sợ. Đây, Serac này. Cho này Serac vào rồi nha. Bây giờ mình sẽ đẩy con Rumble đi cho này cầm ấn này. Và mình sẽ thay thế vô cho này. Bán cái này đi, cho Serac cầm luôn một cái sâu zin nha. Đây là như vậy là hợp lý đúng không? Và mình sẽ run một xíu nữa để tìm kiếm luôn con... Ui, Serac tiếp mọi người này. Chết. Có khi nào mình đang bị lừa không? Ui, được vào Serac 2 sao ngon nhỉ. Tính lên mốc 5 bánh ngọt luôn. À, 6 bánh ngọt luôn mọi người. Nhưng mà thôi, thế này thì mình sẽ làm như này nha mọi người nhé. Rồi, ok. Nếu mà xảy ra trường hợp như này rồi, mình sẽ chuyển sang chơi mốc 6 bánh ngọt luôn đi. Để nổ mốc cuối. Bởi vì game này trang bị cũng đang thực sự là nhiều á. Đây, 64 số một round này. Mà mình chơi mốc 6 bánh ngọt thì sẽ lên số nhanh hơn nha. Làm miếng sữa vào mồm phát cho nó có năng lượng. Đáng lẽ giờ này là mình đi tập nào, đi chơi thế không? Cầu lông rồi, nhưng mà trận này hay quá, mình không đi chơi được. Phải ở nhà quẩy thôi. sáu bánh ngọt thì mình phải bỏ mốc 1 để cái kia ra rồi. 6 bánh ngọt phải đến lên level 9 mới lên 6 bánh ngọt được. Chứ bây giờ chơi 6 bánh ngọt thì mình sẽ phải bỏ chơi mốc, chỉ có thể lên mốc được khoảng tầm 5 pháp sư thôi. 5 pháp sư để đổi lấy 6 bánh ngọt à. Nhưng mà quan trọng là cũng ngon một điều như này nha. Mình sẽ không chơi sen đi. Bỏ sen ra mọi người ơi. Mình sẽ chuyển sang chơi thuần Vega luôn. Và trang bị bây giờ để xem nào, một cái cuồng đao này cho Serac là cần rồi này. Rakan này. Ấy, Smolder à. Bọn này mà ra quả Serac này ngon rồi. Rồi, dùng máy nhân bản của Vega lên 2 sao nha. Và mình sẽ chuyển sang chơi thuần đánh ngọt luôn, vì lượng máu của mình cũng đang thực sự là nhiều, không hề ít. Nên là chuyển sang chơi bánh ngọt cũng được, cũng gọi là tạm được mọi người ạ. Một 114 số một round này, nhiều chưa? Thế này mà không chơi hơi phí đúng không? Nhân tiện cơ hội để tìm kiếm luôn Serac 3 sao luôn. Lúc đầu tính làm thì sen đấy, nhưng mà suy nghĩ kỹ rồi.
nhận một ấn kích hoạt tạm thời à? Mất 6 vàng để đổi lấy cái này à? Mình sẽ không lựa chọn mọi người ơi, bởi vì mình cũng đang khỏe ấy. Nhưng mà nếu như vậy lên 7 pháp sư cho chắc kèo hơn đúng không? Chứ gặp ông khỏe quá thì mình cũng sẽ bị thua. Ông này chơi Serac không? Không cầm Serac cũng ấn pháp sư luôn à? Ui, đội hình nhiều hệ thế. À quên. Quên mất, mình đang cầm Serac mà mình lại lên cấp. Như vậy là sai lầm nha mọi người ơi, bởi vì sao? Bởi vì con Serac nó có một cái bùa tên là cỗ xe. Nó sẽ giảm giá mua kinh nghiệm. Rồi, đặt dân Tây à? Đặt dân Tây này là trong bộ phim của Châu Tinh Trì đấy. Anh em nào chắc cũng đã xem hết rồi đúng không? Một bộ phim tuổi thơ ha. Đặt dân Tây. Game này mình chơi bánh ngọt hơi muộn ấy mọi người. Hơi muộn. Chứ chơi trong sớm một xíu là ngon rồi. Mình sẽ đợi bùa nha. Bởi vì nó sẽ ra bùa cỗ xe cho mình á. Thì mình sẽ đợi để cơ hội lên quả xe rắc 3 sao luôn nhờ. Úi giời ơi. Serac 3 sao 10 pháp sư 10 pháp sư nó tối thượng quá rồi. Điều đấy không phải bàn cãi rồi. Bởi vì mình cũng không phải không chỉ lên được một clip về 10 pháp sư, mà mình cũng lên mấy clip rồi về 10 pháp sư rồi. Nó phải gọi là quá đỉnh. Nhưng game này sẽ là một game tiếp tục về 10 pháp sư tiếp nha. Sẽ là một trận đấu hấp dẫn nếu như mà mình lên được 10 pháp sư. Giờ chỉ đợi thời gian lên level 10 thôi là đủ rồi. Ông top 1 thì đang chơi 4 máy ngọt này. Bao nhiêu số? 380 à? Cũng hơi ít. 5 máu đang chơi 5 liên hoàn. 1 máu đi rồi. 27 máu. 29 máu. Ẩn chính này. Có ẩn chính nha mọi người nha. Ẩn chính này. Mất ẩn chính rồi. Tiếc thế. À, nó ai là Noran Zumi. Kiếm súng. Rồi, khi đã cầm con Noran Zumi trong tay rồi thì mình sẽ tự tin hẳn. Ví dụ, mình sẽ chỉ việc up lên level 10 thôi, mà mình sẽ không cần phải run để tìm kiếm con Noran Zumi nữa. Để tránh trường hợp mà kiểu là hơi đen đen một xíu mọi người. Mình sẽ không... Ui! Đã như vậy là còn ra thêm cái này nữa à? Nami 2 cũng không cần lắm đâu mọi người nhé. Mình sẽ để im thôi. Mình vẫn đang chờ đợi cái cỗ xe của Serac xuất hiện rồi mình sẽ xả sau. Hai phát nữa có bùa. Đây rồi, ok. Ra là mọi người ạ. Hên thế. Công nhận game này hên thực sự ạ. Nghĩ gì ra cái đấy luôn. Kể cả việc nghĩ ra bạo ấn pháp sư nó cũng tự ra cho mình luôn nha. Hên ghê á. Nhưng mà round này đi đã thua rồi. Bạp cả bắn ảo mà lại thua ta. 23 máu à, không sao. Đủ chưa? Seraphine, Galio, rồi ok, đủ hàng hết rồi. Chuẩn bị sẵn một tư thế thật đẹp để chơi. Mình sẽ lên level 10 ở round 6.1 mọi người nhé. Đấy, 6.1 mình sẽ lên level 10 luôn. Kể cả bây giờ mình thua cũng không sao cả. Bởi vì 6.1 kiểu gì mình cũng sẽ lên level 10 rồi. Đây, cỗ xe của Serac. Anh em chơi Serac, nếu mà muốn lên level 10 sớm thì hãy chờ đợi cái cỗ xe nào ra để lên level 10 nha. Mình chơi xe rác khi nào cũng vậy hết. Mình cũng sẽ để dành cái vàng này để ra cỗ xe mình sẽ lên. Bởi vì sao? Nó quá ngon. Bởi vì mua kinh nghiệm được giảm tận 1 vàng luôn mà. Mà làm mới cửa hàng cũng còn 1 vàng thôi. À, 966 trên 975.
sáu hình ba rồng cũng ngon đấy, nhưng mà nếu mà ngon hơn thì phải có thêm cái long tộc đỉnh cao, phải thêm long tộc đỉnh cao thì mới thực sự là bá đạo được. Katarina này ra nhiều phết, Fiora này rồi, ok. Và đây sẽ là một pha sử dụng Serac tối ưu nhất nha mọi người nhé. Rồi đây mình cùng xem này. Đấy không? Trời ơi. Ok, và đây chính là hình 10 pháp sư mọi người ạ. Huyền thoại luôn rồi. 10 pháp sư trong truyền thuyết. Ui, chết rồi. Noran, Zumi này, Serac này. Mana còn 20 mọi người nhá, xả liên tục luôn. Trời ơi. Anh em thấy sự bá đạo của 10 pháp sư chưa ạ? Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên mọi người xem đúng không? Nhưng mà nói gì thì nói, 10 pháp sư vẫn quá đỉnh. Mãi đỉnh luôn. Ôi dồi, anh mới con khóc. Khổ lắm các bạn ơi, giờ vừa chơi game vừa chăm con nữa. Nhiều anh em không hiểu, bảo ông này chơi game béo rồi đần thế. Đần đâu mà đần. Ở nhà chăm con các bạn ơi. Serac này. Trưởng nào. Ui dồi ôi. Con Vega nó ném kìa. Đúng 10 pháp sư đối thượng, nhưng mà trận đấu kết thúc chưa? 24 máu, ai à, vẫn còn cơ hội mọi người ơi, vẫn còn cơ hội nha. Bán này đi. À, mũi cắn có chịu thế nhở? Phân tách Milio. Đâu rồi, ra đi nào. Serac, hai con nữa. Ôi, một con nữa mà, nhưng mà hết game mất rồi, tiếc quá các bạn ơi, một xíu nữa thôi là hoàn thành được trận đấu rồi mà lại hết game mất rồi. Trận đấu kết thúc ở đây với Serac, 10 pháp sư mọi người ơi, tiếc đỏ dái luôn. Chào mọi người nha, cho mình like, subscribe.